Bismillah, Alhamdulillah. Những trường hợp hư wudu. Theo nguyên lý, một người sau khi đã lấy wudu xong là không bị mất hiện trạng wudu của mình bởi sự nghi ngờ. Thay vào đó, cần phải xác định rõ ràng chắc chắn bản thân đã vi phạm điều làm hư wudu. Khi đã xác định rõ ràng bản thân đã hư wudu, thì người đó cần phải rời khỏi hàng ngũ salat của mình mà lấy wudu lại. Những trường hợp sau đây sẽ làm hư wudu. Thứ nhất, bất cứ gì thoát ra từ hai đường thải của con người như nước tiểu, phân, hơi, máu hoặc tinh dịch hoặc những chất tương tự. Thứ hai, bài tiết nước tiểu và phân không theo đường thải tự nhiên. Thứ ba, mất lý trí hoàn toàn như bị thần kinh hoặc mất trí, hoặc chỉ mất một thời gian nhất định như ngủ, ngất xỉu, say rượu. Thứ tư, giấc ngủ làm hư wudu nếu như đó là ngủ quên, ngủ say sưa, ngủ mất cảm giác hoàn toàn. Theo đó, bất cứ ai ngủ quên và ngủ say sưa trong masjid hoặc ở nơi khác thì người đó cần phải lấy wudu lại, không phân biệt là người đó ngủ đứng, ngủ ngồi hay là nằm. Nhưng nếu chỉ thể hiện sự mệt mỏi như buồn ngủ, ngủ gà gật, không mất ghi cảm giác thì không bắt buộc phải lấy wudu lại. Tất cả những điều vừa nêu là đã được xác định rõ ràng trong các hadith sahih của Nabi sallallahu alaihi wasallam đã giải thích cụ thể như đã nêu trên. Ngoài ra còn vài trường hợp khác làm hư wudu như ăn thịt lạc đà. Như theo lời kể của ông Jabir bin Samurah về hadith, có một người đàn ông hỏi Nabi sallallahu alaihi wa sallam cần phải lấy wudu lại khi ăn thịt lạc đà không? Người đáp cần. Wallahu a'lam wa ahkam.